Rồi, mến chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay em lên một cái con xe rùa hai cầu bốn bánh. Con này thì không có ben nha anh chị, có cabin và hàng rất là chất. Con này đẹp lắm nha anh chị nha. Anh chị nào đang cần một con xe rùa hai cầu nhìn nó dễ thương đẹp đẽ, mua về chạy vòng vòng ở trong làng trong xá chở đồ này nọ thì không cần ben thì mua con này rất là, nói chung là rất là phù hợp và xứng đáng cái đồng tiền, tại vì nó rất là đẹp. Con này thì thùng này có dơ, có thể mình dỡ lên được luôn nha anh chị nha, dỡ rời lên luôn đó. Bình xăng nằm đây. Con này kèn đèn xi nhan đầy đủ, phun chức năng, không thiếu một chức năng gì nữa hết. Nói chung là đèn kèn xi nhan đầy đủ nha anh chị nha. Đây, số 3 tiếng một lùi thắng tay, ghế rinh còn nguyên si, không một lũng luôn. Đèn nè, chịu khó đề ga bên kia đó, ga chân thắng chân, con kèn đèn xi nhan đầy đủ. Trời ơi, nước sơn, nước sơn cực kỳ đẹp luôn nha anh chị nha. Coi dàn ốc nè, ốc mà còn chấm sơn luôn. Con này cabin của nó thì xung quanh nó phủ bằng một lớp bạc nha anh chị đó, xung quanh phủ bằng lớp bạc. Cái này có thể cuốn lên được và dán xuống, xẹp ba ti lại ha đó. Khi nào trời mưa, còn trời nắng mình dán lên cho nó mát. Cửa thì hai tay khó, một tay trong và một tay ngoài. Đây đó, đóng lại rồi dỡ nó lên, gài lại chắc chắn ha, ngon lành. Tình trạng thì nước sơn rinh toàn diện, đẹp xuất sắc, quá đẹp luôn chị. Con này không đẹp là không lấy tiền chị luôn ha. Chị có thể đánh giá qua hình thức ha. Con này đến từ thương hiệu Kuta nha anh chị nhé, 500kg Kubota, động cơ máy xăng, chạy 4 cái vỏ rinh gai rất là cao đó. Gai này cao lắm nha, nó chỉ nứt răng 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 như cọng tóc thôi, nhưng mà cái đó là chỉ là lớp cao su thôi, còn lớp bố là rất là ok. Và em có tặng cho anh chị thêm hai cái vỏ đó, hai cái vỏ Siku sau này ha. Rồi xài thì như vậy là quá yên tâm rồi. Thùng bọng thẳng băng đó, cái sàn thùng mà nó còn màu xanh luôn chị thấy không, sàn thùng mà còn màu xanh luôn, là anh chị có thể đánh giá cái con xe nó chạy ít cỡ nào. Xe đẹp thì anh chị có thể đánh giá thôi, còn nói thì cũng chả biết nói gì nữa đâu. Xe thì nó quá đẹp rồi đó, anh chị thấy không, ốc tán rồi, trời ơi trời, quá đẹp xuất sắc. Gọn, con này nó rất là gọn ha, nhìn nó gọn lắm. Thùng ngang 1m dài 1m6, ngang 1m dài 1m6 nha anh chị nha. Anh chị có thể đánh giá hình thức, nhìn nó gọn, nó không phải to như mấy cái con hai cầu cabin mà có ben đâu ha, nó không to như vậy đâu, nó gọn hơn chút. Anh chị nào đang thích nhỏ gọn mà đẹp đẽ xinh xắn thì lụm con này là đúng bài luôn. Rồi, anh chị quan tâm liên hệ cho bên em ha, số điện thoại là 0835 5858790398 628745, mở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Xe bên em thì xe rùa rất là nhiều ha. Chị nào quan tâm nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.